Đại Phúc Tinh, năm 1986, Lưu Đức Hoa trong vai Lâm Bảo. Đại Phúc Tinh là một bộ phim hài hành động Hồng Kông năm 1986 của đạo diễn Tăng Chí Vĩ. Đây là phần phụ của Ngũ Phúc Tinh. Phim có sự tham gia của thành viên ban đầu Hồng Kim Bảo cùng với các thành viên mới như Lưu Đức Hoa, Đàm Vịnh Lân, Trịnh Tắc Sĩ, Trần Hữu và Lâu Nam Quang, trong khi các thành viên khác là Tăng Chí Vĩ, Ngô Diệu Hán, Phùng Túy Phạm và Miêu Kiều Vĩ xuất hiện với tư cách khách mời. Ba bộ phim trước đó là Kẻ Thắng Người Thua, năm 1983, Ngôi Sao May Mắn 1, năm 1985, và Ngôi Sao May Mắn 2, năm 1985, do Hồng Kim Bảo đạo diễn và đóng vai chính. Phim có sự xuất hiện của Thành Long và Nguyên Bưu, đồng thời pha trộn hài kịch với hành động cung phu. Đại Phúc Tinh do Tăng Chí Vĩ đạo diễn và Hồng Kim Bảo sản xuất. Người không chỉ đạo và chỉ đóng vai phụ, cùng với sự vắng mặt của Thành Long và Nguyên Bưu, có nghĩa là bộ phim chứa ít pha hành động cung phu hơn đáng kể. Hơn nữa, các thành viên khác của băng nhóm Phúc Tinh ban đầu chỉ đóng vai khách mời trong phim này. Liêm, do Hồng Kim Bảo đóng, đã được Giám đốc Cảnh sát Tào Đức Quê yêu cầu điều tra một vụ buôn bán vũ khí quốc tế giữa hai băng đảng. Một trong những băng nhóm là Yakuza Nhật Bản sở hữu những viên kim cương bị đánh cắp, và nhóm còn lại là một nhóm khủng bố với kho dự trữ đạn dược. Trong khi đến đồn cảnh sát, Liêm gặp Hoa, do Trương Ngải Gia đóng, một người bạn cũ từ khi họ còn ở trại trẻ mồ côi. Khi họ ôm nhau thân thiện, một số cảnh sát đi ngang qua đã hiểu sai và quyết định nói với chồng cô là thanh tra Âu Thọ Cường, do Mạch Gia đóng. Anh không chịu nghe lời Hoa và cố gắng chống lại Liêm. Sau đó, Liêm và Hoa hẹn nhau cùng dùng bữa, anh đã bí mật trốn dưới gầm bàn của họ. Liêm đi nhờ nhóm Phúc Tình cũ của mình giúp đỡ, bao gồm Tăng Chí Vĩ, Ngô Diệu Hán, Phùng Túy Phạm và Miêu Kiều Vĩ. Tuy nhiên, họ từ chối giúp đỡ vì họ đã bắt tay vào một cuộc tấn công tội phạm mới, vì vậy Liêm buộc phải tìm một băng đảng mới. Đầu tiên, anh ấy tuyển dụng Luân Tóp Dâu, do Đàm Vịnh Lân đóng, được gọi như vậy vì mối quan hệ thân thiết của anh ấy với chó và khả năng đặc biệt nói chuyện với chó. Thứ hai là Bốc, do Trịnh Tắc Sĩ đóng, một cảnh sát lười biếng, hư hỏng, tham gia vì Liêm ném tiền vào anh ta. Tiếp theo là Lâm Bảo, do Lưu Đức Hoa đóng, một chuyên gia võ thuật của SGU ở Hồng Kông và là một quý ông. Tiếp theo là Cao, do Trần Hữu đóng, và Kiện, do Lâu Nam Quang đóng, một cặp cảnh sát nhút nhát chạy trốn khi đối mặt với nguy hiểm. Để tăng thêm kỹ năng cho nhóm, Hương được giao nhiệm vụ dạy cho cả nhóm các kỹ năng tự vệ và cải trang của cô. Tuy nhiên, cuối cùng thì cả nhóm không học được gì trong khóa huấn luyện kéo dài 3 ngày vì họ lúc nào cũng tìm cách sàm sỡ cô. Một ngày nọ, cả nhóm cải trang thành khách hàng Ả Rập, cùng với Hương, đến biệt thự của ông Trùm để tiến hành giao dịch và được chào đón ở lại biệt thự một đêm. Ở đó, họ lẻn vào két sắt của ông Trùm, Luân đã canh giữ bên ngoài, các thành viên còn lại tìm những viên kim cương và nuốt chửng chúng, nhưng vô tình nhốt mình bên trong két và sau đó bị bắt và trói. Luân tìm gặp Liêm và thông báo tình hình cho anh ta nên Liêm yêu cầu giám đốc cảnh sát giải cứu họ. Tuy nhiên, giám đốc cảnh sát không muốn công khai nhiệm vụ và nhốt Liêm trong bệnh viện tâm thần, nơi thanh tra Âu Thọ Cường cố gắng tìm cách hãm hại anh một lần nữa. Trong khi đó, cả nhóm và Hương xoay sở để tự giải thoát và Lâm Bảo đánh nhau với ông Trùm trong khi những người còn lại chiến đấu và hạ gục tay sai của ông Trùm. Cuối cùng, Liêm đến kịp lúc và đánh bại ông Trùm. Thanh tra Âu Thọ Cường cũng đến và chế nhạo Liêm và bảo anh ta chơi trò chơi để chứng minh tình yêu của mình với Hoa. Liêm lấy khẩu súng lục ổ quay của thanh tra và tự bắn mình 5 phát và may mắn là đều vào ô trống và bảo thanh tra cũng làm như vậy, nhưng thanh tra cười nhạo anh ta vì sự ngu ngốc của anh ta và nói rằng mạng sống của anh ta quan trọng hơn vợ anh ta. Cùng lúc đó Hoa bước đến đã nghe thấy và tát vào mặt của anh thanh tra. Thiên Nhược Hữu Tình, năm 1990, Lưu Đức Hoa trong vai A Đệ. Thiên Nhược Hữu Tình là một bộ phim hành động, võ thuật xen lẫn với tâm lý, tình cảm, chính kịch của Hồng Kông ra mắt năm 1990 do Trần Mộc Thắng làm đạo diễn, Đỗ Kỳ Phong sản xuất với phần kịch bản do Nguyễn Thế Sinh chấp bút. Phim có sự tham gia của ba diễn viên chính gồm Lưu Đức Hoa, Ngô Thanh Liên và Ngô Mạnh Đạt. Câu chuyện kể về một tên giang hồ yêu một cô tiểu thư, cho đến nay có thể xem là mối tình kinh điển của điện ảnh Hồng Kông. Bộ phim nhận được nhiều lời đánh giá cao từ các nhà phê bình phim lẫn khán giả và đã thu về được hơn 32.8 triệu sau buổi công chiếu tại rạp từ ngày 14 tháng 6 năm 1990.
Với màn trình diễn xuất sắc khi vào vai Thái Bảo, nam diễn viên Ngô Mạnh Đạt được nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 10. Sự thành công của tác phẩm này đã giúp cho các nhà làm phim bật đèn xanh cho phần phim tiếp theo, còn Lưu Đức Hoa sau này được mọi người đặc biệt danh là Hoa Đệ, đây là nhân vật anh đã thủ vai trong phim. Tác phẩm cũng được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp đóng phim của anh, bộ phim rất nổi tiếng ở châu Á, và nó đã được phát hành ở Hàn Quốc trong nửa năm. Chiếm vị trí thứ 8 về số lượng người xem phim ở Hàn Quốc năm đó. Thập niên 1990, Lưu Đức Hoa 3 lần liên tiếp đoạt danh hiệu siêu sao được yêu thích nhất Hàn Quốc với bộ phim này. Vào năm 2017, Hàn Quốc đã phát hành phiên bản phục hồi kỹ thuật số của bộ phim. Phim bắt nguồn từ trước khi Vương Thiên Lâm nghỉ việc ở đài truyền hình, con trai cả Vương Tinh và các đệ tử Lâm Linh Đông, Tô Kỳ Phong hy vọng làm một bộ phim để tặng Vương Thiên Lâm như một khoản tiền trợ cấp, dẫn đến sự ra đời của bộ phim. Đội ngũ hậu trường bao gồm nhà sản xuất Đỗ Kỳ Phong, đạo diễn Trần Mộc Thắng, nhà biên kịch Nguyễn Thế Sinh, nhà lập kế hoạch Vương Tinh và Lâm Lĩnh Đông. Mặc dù đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Trần Mộc Thắng, nhưng trên thực tế hầu hết các cảnh đều do nhà sản xuất Đỗ Kỳ Phong chỉ đạo, A Đệ, do Lưu Đức Hoa đóng, là con ngoại giá thú của một vũ công, anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ anh tự tử vì tình nên anh được một số vũ công nuôi nấng từ nhỏ. Về phần Thái Bảo, do Ngô Mạnh Đạt đóng, anh ta có bản chất hèn nhát. Một lần, A Đệ cùng đồng bọn cướp một cửa hàng trang sức và bắt cóc cô gái giàu có Yo-Yo do Ngô Thanh Liên đóng khi họ bỏ trốn. Cảnh sát đã tìm thấy Yo-Yo thông qua điều tra và yêu cầu cô giúp làm chứng chống lại bọn cướp. Vì sự an toàn của A Đệ, cô đã không làm chứng ngay tại chỗ. Sau đó, A Đệ và Yo-Yo đã yêu nhau trong quá trình tìm hiểu nhau, nhưng tình yêu cay đắng này đã thu hút cha mẹ của đối phương. Cảnh sát. Cha mẹ của Yo-Yo từ Canada trở về Hồng Kông luôn phản đối việc con gái họ kết giao với xã hội đen. Vì sự an toàn Yo-Yo, A Đệ cũng hy vọng rằng cô ấy có thể đến Canada để sống một cuộc sống ổn định, nhưng cô không chịu. Để tránh liên lụy Yo-Yo, A Đệ đã chạy đến nhà ông nội ở Macau, nhưng Yo-Yo cũng đuổi theo anh ta. Sau khi cả hai trải qua một khoảng thời gian vui vẻ và ngắn ngủi, họ biết rằng mẹ của Yo-Yo đã kiện A Đệ vì tội bắt cóc một cô gái ở Hồng Kông, và họ quyết định quay trở lại Hồng Kông. Sau đó, trong lúc kèn đánh lén đại ca, A Đệ cũng bị đàn em kèn dùng bình ga đánh vào đầu. Cuối cùng, A Đệ quyết định trả thù cho đại ca, ngay cả Thái Bảo hèn nhát cũng không thích những gì kèn làm và sẵn sàng liều mạng. Tình yêu khó quên và không thể tách rời với Yo-Yo trước khi hành động, và cuối cùng đã dàn dựng một tình yêu sinh tử lãng mạn khó quên. Sau đó, A Đệ gặp Thái Bảo và dùng rượu làm Thái Bảo choáng váng. Sau đó tự mình ám sát kèn nhưng không thành mà bị kèn đâm chết. Cuối phim, A Đệ hấp hối gục xuống đường và chết vì vết thương quá nặng, còn Thái Bảo thì có vẻ như phát điên ngồi bên chiếc xe bên cạnh. Trên đường, hô vang cuối cùng đã giết được hắn rồi. Tôi đã giết được kèn, thành công. Máy quay sang Yo-Yo đang chạy trên cầu, đau lòng và tìm kiếm người yêu một mình trên đường phố Hồng Kông vào ban đêm. Thiên Nhược Hữu Tình 3, năm 1996, Lưu Đức Hoa trong vai Lưu Thiên Vĩ. Thiên Nhược Hữu Tình 3 là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm, chính kịch của Hồng Kông công chiếu năm 1996 và là phần phim cuối cùng trong loạt phim Thiên Nhược Hữu Tình. Đỗ Kỳ Phong, người đã từng làm nhà sản xuất cho hai phần phim trước đó, sẽ thay thế vị trí đạo diễn mà Trần Mộc Thắng để lại. Đồng thời ông cũng tiếp tục sản xuất cho bộ phim. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Lưu Đức Hoa và Ngô Thanh Liên cùng với nam diễn viên mới Phương Trung Tín. Dù là phần phim cuối cùng, tuy nhiên bối cảnh và câu chuyện trong phim cũng hoàn toàn khác mà không có phân cảnh hành động nào được sử dụng trong phim. Phim chính thức khởi chiếu tại Hồng Kông từ ngày 28 tháng 3 năm 1996. So với hai phần phim trước, phần phim này không được lòng các nhà phê bình và khán giả. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Nhật, chính phủ quốc dân đảng chuyển đến Vũ Hán, bị quân Nhật đánh cho không còn sức đánh trả do thiếu quân nhu và vũ khí lạc hậu, lâm vào cảnh khốn cùng. Lưu Gia lúc bấy giờ là một thế gia hiển hách, phụ thân Lưu Gia cùng thiếu gia Lưu Gia đều là anh hùng hy sinh vì nước, vì vậy Lưu Gia có ảnh hưởng quan trọng trong giới quân sự và chính trị. Lưu Thiên Vĩ, do Lưu Đức Hoa đóng, còn trong gia đình, được bổ nhiệm làm thiếu úy trong cục không quân, làm bàn đạp để vào quân ủy và trở thành quan chức cấp cao. Nên nhiệm vụ anh phụ trách chỉ là đưa thư, vốn không phải công việc nguy hiểm.
Trong một lần làm nhiệm vụ thường lệ, anh gặp đội máy bay Nhật Bản và bị truy đuổi. Sau khi thoát khỏi quân Nhật nhưng anh phải hạ cánh bất ngờ và anh đã bị thương nặng. Khi cô thôn nữ Đinh Tiểu Hòa, do Ngô Thanh Liên đóng, đang cầu trời trên cánh đồng cho năm nay một vụ mùa bội thu, cô bất ngờ nhìn thấy một vật thể khổng lồ từ trên trời rơi xuống và rơi thẳng xuống hố sâu. Ngay khi Đinh Tiểu Hòa đang bị sốc, cô nhìn thấy Lưu Thiên Vĩ bò ra ngoài bị thương và ngất xỉu trên mặt đất. Đinh Tiểu Hòa đưa anh và trở về nhà. Dưới sự chăm sóc cẩn thận ngày đêm của Tiểu Hòa, Thiên Vĩ cuối cùng đã lấy lại được mạng sống và dần hồi phục. Cũng từ đây mà cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng trưởng thôn nhìn thấy rất khó chịu, vì Tiểu Hòa đã hứa hôn với con trai của trưởng làng khi cha mẹ anh ấy còn sống nên ông ta buộc Tiểu Hòa không được kết giao với Thiên Vĩ. Lúc này, Thiên Vĩ nói với cô rằng anh đã liên lạc với căn cứ và ngày mai sẽ có máy bay đến đón anh. Trời tối, Thiên Vĩ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đưa Tiểu Hòa đi cùng, nên đã viết thư cho cô. Nhưng cho đến rạng sáng, Thiên Vĩ vẫn không thể chờ đợi câu trả lời, và máy bay của đồng nghiệp cũng đã đến, vì vậy Thiên Vĩ không còn cách nào khác ngoài việc cất cánh. Lúc này, Tiểu Hòa nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhưng đã muộn một bước nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Vĩ rời đi. Trên đường trở về căn cứ, Thiên Vĩ và những người khác bị máy bay Nhật tấn công, hai chiếc bị bắn rơi. Đồng nghiệp Thiên Vĩ đã bị thương và coi thường Thiên Vĩ. Nhưng mẹ của Thiên Vĩ đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng hoành tráng cho Thiên Vĩ, điều này khiến Thiên Vĩ càng khó chịu hơn. Chính phủ Quốc dân Đảng đang chuẩn bị rút khỏi Vũ Hán và chuyển đến Trùng Khánh. Để đảm bảo quá trình rút lui diễn ra suôn sẻ, người ta quyết định cử máy bay ném bom căn cứ Nhật Bản để thực hiện một nhiệm vụ tử thủ. Thiên Vĩ xin tham gia nhưng bị trưởng nhóm từ chối. Thiên Vĩ kiên trì không khuất phục khiến trưởng nhóm phải đồng ý. Thiên Vĩ cuối cùng đã lấy lại được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Lúc này, Tiểu Hòa bất ngờ đến Vũ Hán tìm Thiên Vĩ. Hóa ra Tiểu Hòa không biết chữ, trưởng thôn đọc xong mới hiểu nội dung bức thư. Thiên Vĩ không biết nên lo lắng hay vui mừng nên đã thẳng thắn kể lại mọi chuyện. Tiểu Hòa ủng hộ quyết định của Thiên Vĩ và bày tỏ rằng sẽ đợi anh. Thiên Vĩ cũng biết rằng anh đã tìm được người phụ nữ mình yêu nhất trong đời. Tiễn nhau tại căn cứ, Tiểu Hòa và mẹ của Thiên Vĩ nhìn anh ra đi, liệu đây có phải là một cuộc chia tay mãi mãi? Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Nhân viên căn cứ nói rằng nhiên liệu đã cạn kiệt và Thiên Vĩ có thể đã chết vì đất nước của mình. Mẹ Thiên Vĩ nước mắt lưng tròng định rút lui, nhưng Tiểu Hòa vẫn tin chắc rằng Thiên Vĩ sẽ quay lại, không những không chịu rời đi mà nhất quyết đòi tự mình dọn đường băng. Mẹ Thiên Vĩ cảm động, mọi người trong căn cứ đều cảm động, nhưng liệu Chúa có cảm động không? Cuối cùng, một chấm đen nhỏ xuất hiện ở phía xa, đó là máy bay của Thiên Vĩ đang trở về. Anh lặng lẽ ôm lấy người mình yêu và rơi giọt nước mắt đầu tiên. Trên thực tế, bộ phim này bắt nguồn từ một quảng cáo đồng hồ của Ngô Thanh Liên và Châu Nhuận Phát. Tôi không quan tâm đến mãi mãi, tôi chỉ quan tâm đến những gì tôi đã từng sở hữu. Câu nói kinh điển này bắt đầu lan truyền từ đó về sau. Dì Đào, năm 2012, Lưu Đức Hoa trong vai La Kiệt. Dì Đào là một bộ phim văn học được sản xuất vào năm 2012 do Hứa An Hoa đạo diễn và có sự tham gia của Diệp Đức Nhàn và Lưu Đức Hoa. Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 68 vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 và nữ diễn viên chính đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim của nữ đạo diễn Hồng Kông Hứa An Hoa vừa được trao giải thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice 2020, khai thác mối quan hệ chủ, tớ, dựa theo một câu chuyện có thật. Phim từng giành tới 4 giải phụ và giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho Diệp Đức Nhàn tại Liên hoan phim Venice năm 2011. Phim đi vào thân phận người già và nói về sinh lão bệnh tử thương tình. Phim chậm rãi, bùi ngùi, có chút gì đó thâm thúy, châm biếm nhẹ nhàng, dư vị động lại vừa có chút cay đắng nhưng vẫn ngọt ngào hậu vị. Chung Xuân Đào, tức dì Đào, do Diệp Đức Nhàn đóng, sinh ra không lâu thì được người ta nhận nuôi. Cha nuôi bị giết chết trong thời Nhật xâm lược, mẹ nuôi không đủ khả năng chăm sóc nên cho đi ở đợi nhà lương gia. Từ 13 tuổi trở đi, dì Đào phục vụ 4 đời lương gia, suốt hơn 60 năm. Sau đó, lương gia sang Mỹ định cư, một mình dì sống cô quạnh trong căn nhà của họ, không chồng. Con cái hay bà con thân thích, trong gia đình, có mỗi La Kiệt, do Lưu Đức Hoa đóng, đời thứ hai, được dì Đào chăm bẵm nuôi nấng khôn lớn,
đi du học ở Mỹ rồi về Hồng Kông làm phim, tiếp tục được dì chăm sóc. Rồi một ngày, dì Đào trúng phong đột quỵ, sợ phiền lụy nên xin nghỉ việc, nhất quyết đòi vào trại dưỡng lão. Đến đây, mạch phim rẽ sang một hướng khác. Một người cả đời chăm sóc người khác, giờ già yếu bệnh tật, trở thành gánh nặng, sẽ hành xử như thế nào với những năm cuối đời của mình? Ngược lại, người quen được chăm sóc sẽ đối xử thế nào với người giúp việc cả đời chăm lo cho gia đình mình, người như người mẹ thứ hai của mình? Trại dưỡng lão trở thành gia đình mới của gì? Con người lúc sinh ra và lúc sắp chết đều giống nhau ở chỗ bài tiết không tự chủ. Phải có người chăm sóc. Nhưng chăm sóc một đứa bé như nuôi nấng một mầm cây non, với bao trông ngóng, hy vọng nó sẽ trở thành một cây đại thụ. Chăm sóc một người già như một cái cây bật gốc héo úa sắp tàn, như là nghĩa vụ, trách nhiệm phải làm. Máy quay của nữ đạo diễn Hứa An Hoa giỏi lách vào những chi tiết, vừa mềm mỏng vừa thâm thúy. Nửa cuối phim tập trung khai thác thân phận những người già ở bên kia cuộc đời trong viện dưỡng lão. Bao nhiêu người già là bấy nhiêu thân phận. May mắn thì có gia đình, nhưng con cháu cả năm ghé thăm một đôi lần, Tết được đón về nhà. Nhiều người đơn độc, không thân thích, sống nhờ vào phúc lợi xã hội. Lễ Tết càng cô quạnh, có bà mẹ chia tài sản cho con trai nhiều hơn con gái. Anh con trai lấy xong tài sản thì không thèm đoái hoài nữa, cô con gái thi thoảng vào thăm, được thể chỉ chiếc bà mẹ già dại dột. Đến bữa cơm tập thể, cả đám người già ngồi xếp hàng dài, mồm trệu trạo nhai. Cô y tá đẩy chiếc xe chở đồ ăn, đi một vòng, một cụ được đút cho một thìa. Có cụ mồm nhễu, cơm rơi cơm vãi, cụ ngồi cạnh ngứa mắt bấu tai cho cái, quát, có mỗi cái mồm để ăn mà còn không giữ được cơm. Vô dụng quá. Cụ kia bị mắng, uất ức khóc tu tu. Không khác gì trong nhà trẻ, lễ Tết Trung Thu, có đoạn truyền hình vào quay, chúc phúc cho các cụ. Máy quay toàn cảnh tươi vui ấm áp, cận cảnh cô ca sĩ mặt tươi như hoa hát tặng các cụ. Hát xong, ra khỏi hình, cô vứt micro cho trợ lý, mặc xị xuống một đống. Rồi tới màn tặng quà bánh Trung Thu, ấm áp nghĩa tình. Các cụ mừng định mở ra ăn thì bị trợ lý giật lại. Bảo đây chỉ là đào cụ quay cho truyền hình thôi, đợi đến lễ mới được tặng bánh thật. Các cụ ngao ngán thở dài, tưởng bị tra tấn xong rồi, định về phòng, thì bị bắt ở lại tiếp thêm một đoàn trẻ con vào thăm nữa. Dì Đào không con cái thân thích, nhưng may cuối đời cũng không đến nỗi đơn độc. La Kiệt tuy bận rộn, nhưng tuần nào cũng vào thăm, mang thức ăn quà bánh, dúi thêm ít tiền. Trong trại có chú Kiên, còn khỏe mạnh vui tính, có vẻ thích dì Đào. Lâu lâu lại vay ít tiền đi mua thuốc, vay hết dì Đào vay qua La Kiệt. Một lần đi qua tiệm massage, La Kiệt thấy chú Kiên ôm vai bá cổ em nhân viên cười nói rỗng rãng. Lần sau, chú Kiên lại đòi vay dì Đào. Gặp ngay La Kiệt ở đó, bị La Kiệt vạch mặt, ngượng ngùng định bỏ đi thì dì Đào gọi lại, dúi cho ít tiền rồi nói nhỏ với La Kiệt, kệ ổng đi, ổng còn đi được mấy lần nữa đâu, mạch phim cứ giản dị, nhẹ nhàng như thế. Đạo diễn giỏi ở chỗ đã giữ cho mạch phim thăng bằng, cốt truyện đơn giản nhưng ám ảnh ở tình tiết, xúc động nhưng không bị mê lô. Lâu lâu lại bật ra một tiếng cười, chăm chích nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.